Ừ, thế chào các em. Mới có mỗi anh Minh vào à? Thế chào anh Minh nhá. Này anh Minh nha, tích cực nhất nhà và đầu tiên. Mọi người chắc mải online ngoài kia nên chưa vào. Ta chờ một chút khi mọi người vào nha. Rồi chào băng, ta thấy băng xuất hiện. Và băng đã quay trở lại. Thì chào em. Băng với anh Minh, hai bạn đã đi du lịch từ đâu chưa? Ông anh Minh lại chuột sang sử dụng chỗ nào à? Bản là danh thật là ấn tượng. Người ta chờ chút đợi các bạn vào. Trong tuần này thì thầy mở cái lớp nâng cao. Lịch cụ thể thầy sẽ báo lại băng sau nhé, được online. Hôm nay may quá thầy. Mấy đứa nó nộp lại bài cũ à? Thầy quên, nó còn chưa xem là tại sao bảng danh là lại cao như thế. Thầy thấy vẫn các bài nằm trong phạm vi từ 24 trở lên. À, ra là thế. Đi hôm sau đó. Lắc lắc. 10 điểm cho bé. Bé rất là giỏi. 1, 2, 3, nhanh. Thế băng bị trôi mất màu à? Rồi, ta chờ một chút đợi các bạn vào. Hiện tại mới có băng à, và chào Mai Thiên. Có khả năng là Minh mới đi Lào về hay sao, thể đi trước nó lòng à. Cái trước lòng ngoằng kia khả năng là tiếng Lào. Rồi, ta sẽ bắt đầu đây 12. Quay trở lại với các KCB2. Để cho mình không mất thời gian lâu. Rồi, ta có Trung cũng đã vào, thầy chào Trung nhé. Thì đây hình như thầy thấy Trung spam 1.000 like đúng không? Chỗ băng xong đây 9 rồi nhỉ? Tí nữa thầy sẽ gửi băng chung file đây 10 để làm thêm. Hôm trước mình làm với một số các cái bài toán sử dụng đợi đợi thầy tí đang thầy gửi cho đây rồi. Này, hôm trước ta có hàm nguyên tố, một trong những cái hàm rất hay. Và tính tổng các chữ số của n. Rồi, có Tuấn Anh đang vào chắc muộn một tí, thôi ta cứ bắt đầu thôi.
Rồi, hôm nay thầy chưa ngay là cái bài số 9 để các bạn chúng ta có một cái nhìn tổng quan về cái bài toán cái tương đương với cái đề thi cấp tỉnh của khối trung học cơ sở ở cái bài số 9 này. Hôm trước thì ta chưa cốt, tuy nhiên hôm nay ta sẽ cần phải làm rõ phần cốt cho bài toán này. Ở phần này như hôm trước ta có mấy bài chưa cốt. Bài tính tổng các chữ số bài 7, bài 52 xem tiến độ 52 các bạn đã làm ok rồi. Kế tiếp bài 53, 53 có 4 bạn. Và vậy ta sẽ làm bài từ bài 53 nhé. Tìm số nguyên tố lớn nhất thu được. Nào ta bắt đầu nhá. Bây giờ ta sẽ cốt nhanh bài số 53, bài 8, bài 9 trước. Đây là một hai bài rất quan trọng. Sẽ giúp cho các em có cái kỹ năng lập trình mà giải quyết các cái bài toán có cái tính chất lặp đi lặp lại nhiều lần mà số lần chưa xác định. Thì tất nhiên với một số bài toán thì ta không hoàn toàn có thể xác định được số lần lặp của nó. Nhưng với cái cấu trúc ta đang sử dụng câu là câu lệnh lặp while, thì cấu trúc của câu lệnh lặp while đó là chừng nào biểu thức điều kiện đang còn đúng thì thực hiện các câu lệnh. Đấy, chừng nào biểu thức điều kiện đúng thì thực hiện câu lệnh. Câu lệnh này nó cứ lặp đi lặp lại đến khi biểu thức điều kiện sai thì nó dừng. Do đó trong câu lệnh này phải có một cái câu lệnh nào đó để tác động vào biểu thức điều kiện, để sau khi vòng lặp này lặp hữu hạn lần thì vòng lặp nó sẽ thoát. Vậy thì ta sẽ sang cái bài số 54. Ở bài này hiện tại mới có 4 bạn nộp, à 3 bạn, à, bài, bài bài 53 trước đi. Bài 53 mới có 3-4 bạn nộp. Vậy thì ta sẽ đánh nhanh nhé. Chung câu hỏi quay chạy nhanh nhanh for, nó chạy độ phức tạp bằng nhau nhé. Quay và for chạy như nhau. Tất nhiên quay và for ở trong thi công cộng nó không có sự phân biệt rõ ràng lắm, thì độ chạy của nó là nó có hay ở ở cái câu lệnh while và for ở trong C cộng cộng là nó khá tương đồng nhau. Tuy nhiên thì khi mà sử dụng với nếu số lần lặp mà chưa biết trước thì người ta vẫn sử dụng câu lệnh lặp while. Vậy ta sang cái bài số 53, đề bài là cho số nguyên dương n. Vậy thì bài này ta cần phải nhập n. Thực hiện lần lượt cắt các chữ số từ phải qua trái của n, tức là ta sử dụng cái toán n chia dư cho 10. Đấy. Vậy thì ở đây ta thực hiện là lần lượt cắt các chữ số ở hàng đơn vị của n. Vậy thì việc cắt này là cắt như thế nào? Rồi, Thiên vừa ăn cơm vừa nghe giảng nhé. Phần này thầy cốt có thể xem được luôn. Đấy, nhớ ăn hộ thầy một bát. Vậy ta sẽ làm luôn cái bài này. Hôm trước thấy một số các em chia sẻ bài làm thì trong quá trình làm các em không tạo project. Hãy lưu ý khi làm một bài tập mới luôn phải tạo project. Rồi, thầy đã thấy Nguyên vào rồi. Gia Bảo cũng vào. Thấy Gia Bảo cho mình. Hoàng Gia Bảo mấy hôm rồi rất tích cực. Bài nộp lên trên server rất tốt. Các em lưu ý ta phải luôn tạo bài tập, phải luôn tạo tạo project nhá. Nào ta sang bài 53. Bạn nào chưa có bài 53 thì ta sẽ bật máy làm luôn. Đấy, bên tay trái của mình là menu, các bạn vào main, các bạn zoom cho nó to lên. Ta sử dụng thư viện Bit. Chéo STDC cộng cộng chấm H. Rồi. Bây giờ đề bài người ta cho số nguyên dương n. Người ta yêu cầu là phải cắt từ phải sang trái để thu được một số nguyên tố lớn nhất hoặc nhỏ nhất hoặc thỏa mãn điều kiện khác. Vậy thì ở đây thì ta sẽ thực hiện tổ chức làm việc với tệp luôn. Mở tệp bài 53 ra để đọc. Sau đó thầy ấn Ctrl D để double nó lên, sau đó thầy sửa tiếp thằng này. Khi làm thì các em gõ tắt gõ tiếng Việt để thao tác nó nhanh hơn. Đề bài ta nhập số nguyên dương n. Và như vậy thì ta cần phải nhập n. Đề bài thì người ta bảo là lần lượt cắt các chữ số ở hàng đơn vị ở bề lần lượt cắt các chữ số của n. Vậy thì ta nhận thấy rằng vì n trong đề bài người ta có câu là biết rằng phải cắt ít nhất một lần, vì cắt
vì có thể cắt ít nhất một lần, delta gắn n của ta sẽ là bằng cắt, để cắt được chữ số ở hàng đơn vị thì ta phép ta lấy bằng phép toán bằng n chia 10. N bằng n chia 10 này, ví dụ như n bằng 123 chia cho 10 thì phần nguyên của nó là bằng bằng 12, tức là nó lấy cái hai số đầu tiên. Bây giờ thì ta có cái câu lệnh là chừng nào đây dạ. Chừng nào số n chưa phải là số nguyên tố mà đang còn bằng phô thì thực hiện công việc cắt chữ số ở hàng đơn vị của n đi, thì ta gắn n bằng n chia 10. Câu lệnh này thì ta hoàn toàn có thể viết lại dưới dạng là bằng n chia bằng 10. Ta có thể ghi như thế này nha, ta có thể ghi bằng n chia bằng 10, tức là giảm n đi 10 lần, n cộng bằng 10 tức là n tăng lên 10 lần, ta cộng thêm 10. Vậy thì vòng lặp này nó lặp đi lặp lại là nó cắt lần lượt các chữ số ở hàng đơn vị nó quăng đi và nó thu được cái phần còn lại. Bây giờ cái ta thu được là số nguyên dương n. Bây giờ để về và hỏi là tìm cái số nguyên tố lớn nhất mà thu được, thì ta nhận là sau vòng lặp while này thì ta nhận thấy có hai khả năng vòng lặp while này nó dừng. Vòng lặp này while dừng khi biểu thức điều kiện sai, tức là khi nguyên tố của n bằng chu, chu bằng phô, nó sẽ bằng phô và nó thoát ra ngoài, khi đó n là một số nguyên tố. Vậy thì ta nhận thấy rằng là khi đó ta thu được n là một số nguyên dương lớn hơn một, là số nguyên tố. Trường hợp cắt hết, ví dụ như thầy cho số 444, cắt lần lượt các chữ số thì ta chỉ thu được các cái số 44, 44, 44 đấy. Thì sau khi cắt xong nó đều không phải là số nguyên tố. Mà vòng lặp này nó sẽ đến khi kiểm tra số 4 có phải là số nguyên tố không, nó thấy bằng phô, vậy vòng lặp phô này nó sẽ bị lặp vô hạn. Vậy thì chỗ này ta có thêm cái điều kiện nữa, và n của mình phải lớn hơn không đấy, và n lớn hơn không, đến khi đến n bằng không thì nó sẽ dừng lại. Vậy thì sau vòng lặp này thì nếu n của ta mà lớn hơn không thì điều đó chứng tỏ rằng n là số nguyên tố tìm được. Vậy thì ta sẽ xem ra là số nguyên tố đầu tiên tìm được khi xóa một chữ số ở hàng đơn vị đi. Ngược lại thì n không phải là số nguyên tố, thì ngược lại thì trong số nguyên dương n ban đầu không chứa số nguyên tố nào. Vậy nếu cắt các số chữ số từ hàng đơn vị trở đi nên ta sẽ ra chữ năn. Đấy. Trong đề bài nó có chữ năn không? Nó có chữ năn đây. Rồi, ok Chung, chờ thầy một tí. Để chữa bài cho mọi người xong đã. Sau đó tí nữa ta quay lại. Vậy thì ở đây thì ta nhận thấy ý tưởng thuật toán rất là rõ ràng. Ở đây là ta cắt chữ số. Cắt một chữ số ở hàng đơn vị. Đấy. Ở đây là ta có chừng nào n không phải là số nguyên tố và n đang còn lớn hơn không thì thực hiện yêu cầu cắt chữ số ở hàng đơn vị, cắt đi một chữ số ở hàng đơn vị và thực hiện kiểm tra xem n có phải là số nguyên tố hay không. Khi n là số nguyên tố, biểu thức này nó nhận giá trị bằng chu, chu bằng phô thì nó sẽ bằng phô. Vòng lặp while có biểu thức điều kiện bằng phô thì nó sẽ thoát khỏi vòng lặp. Sau khi thoát khỏi vòng lặp này thì có hai khả năng xảy ra. Khả năng thứ nhất n lớn hơn không, tức là ta chứng tỏ n là số nguyên tố, bởi lẽ vòng lặp này nó dừng mà n vẫn lớn hơn không thì chứng tỏ là cái số n vừa thu được là số nguyên tố. Còn sau vòng lặp while này nếu n bằng không thì điều đó chứng tỏ là số n bị cắt hết các chữ số mà không có cái số thành phần còn lại là số nguyên tố, thì ta sẽ ra năn. Hôm trước thì trong khi code thì thấy một số bạn xóa mất cái dòng return không, thì các em lưu ý bài làm khi đi thi học sinh giỏi hay đi thi vào trường chuyên hay thi các kỳ thi phải có cái câu lệnh return không nhé, nếu không bài đó chắc chắn sẽ bị không điểm nhé, lưu ý chỗ đấy. Cái câu lệnh này trông tưởng vô hại thế thôi, nó vô cùng nguy hiểm. Rồi bây giờ ta quay trở lại hàm nguyên tố. Bây giờ ta để tổ chức hàm nguyên tố, thầy cài đặt lại một lần và thầy đề nghị các bạn nào mà chưa chưa nhớ được cái hàm nguyên tố thì phải nhớ được nhé. Vậy hàm nguyên tố để kiểm tra xem một số nguyên dương u có phải là số nguyên tố hay không. Để kiểm tra một số có phải là số nguyên tố hay không thì nếu u nhỏ hơn bằng 10 mũ 9 thì ta chọn kiểu INT. Nếu u nhỏ hơn bằng 10 mũ 12 thì ta chọn kiểu long long. Thì ta nhận thấy như thế này, nếu mà số nguyên dương u mà nhỏ hơn 1, khi u nhỏ hơn 1 thì điều đó chứng tỏ u là số, thì u không phải là số nguyên tố. Thì khi đó mình return false.
Rồi khi đó ta mới thực hiện luôn cái nhỏ hơn thêm trường hợp bằng nữa. Khi đó ta cho y chạy từ 2 cho tới y bình phương nhỏ hơn nó bằng u. Mọi hôm ta hay có câu lệnh y nhỏ hơn hoặc bằng căn u, thì hôm nay ta sẽ sử dụng là y bình nhỏ hơn u. Bởi vì y nhỏ hơn căn u, mình bình phương hai vế lên thì bên trái là y bình, bên phải là giá trị căn u bình phương lên bằng u. Rồi khi đó nếu u chia hết cho y, hôm trước ta có một cái bổ đề rất quan trọng, nếu y là của n thì cái y bé nhất sẽ nằm trong phạm vi từ 1 cho tới căn n. Nếu cái ước đó mà lớn hơn 1 thì cái ước bé nhất đó nó sẽ nằm trong phạm vi từ 2 cho tới căn n. Và về trong phạm vi từ 2 cho tới căn n thì khi đó nếu tồn tại cái ước bé nhất đó thì cái số này nó sẽ có 3 ước, 1, y và u. Như vậy số này nó có 3 ước. Và khi nó có 3 ước thì nó vi phạm cái định nghĩa số nguyên tố là số nguyên dương lớn hơn 1 và có duy nhất 2 ước. Thì khi đó ta đi tân cô. Và thầy hy vọng rằng trong khi đi thi không có bạn nào sai ngớ ngẩn ở về cái hàm nguyên tố nhé. Trung có hỏi y nhân y tối ưu hay không, thì rõ ràng y nhân y nó sẽ tối ưu hơn nhé, bởi vì cái hàm căn bậc hai của em nó sẽ phải gọi hàm trong khi đây nó lấy hai số nguyên nhân với nhau nhanh hơn đấy. Và đến rồi như vậy ta đã được xong cái hàm nguyên tố rồi. Như vậy thì trên đây ta đã giải quyết xong cái bài số 53. Bây giờ ta thử F9 chạy xem nó có báo lỗi gì không. Trong quá trình lập trình các em tạo cho mình một cái thói quen ấn F9 chương trình không báo lỗi. Đấy, ví dụ như thầy sao hôm nay đỏ thế? Mọi hôm báo lỗi đỏ lừ, hôm nay ấn van nó chạy luôn. Tranh thủ chém gió tí. Các em rèn cho mình thói quen là kiểm soát các biến. Nên có một cái thói quen rất lành mạnh, đó là thói quen làm đến đâu đúng đến đấy. Vì sau này mình đỡ phải mất công sửa lỗi lông công đi. Ví dụ như thầy lấy số 1, 2, 3. Theo các bạn chạy chương trình với test 1, 2, 3 thì kết quả ra bao nhiêu? Nào các bạn bật cửa sổ chat giúp thầy. Hiện tại đã có 7 bạn vào rồi. Hôm nay đang nghe Tuấn Anh bảo ấy ra Tuấn Anh đã vào chưa nhỉ? Rồi, đúng là ông Tuấn Anh đang chưa vào được. Nào các bạn bật cửa sổ chat với N bằng 1, 2, 3. Các bạn không được chạy trên bàn phím nhá. À, chạy trên chương trình trên máy. Hãy comment cho thầy biết nó bằng bao nhiêu. Rồi, chung cho bằng năn. Rồi, băng cũng nhận định nó bằng năn. Rồi, ta chạy thử xem sao. Trong khi chờ kết quả của các bạn khác. Còn ông Anh Minh, ông đang học tiếng Lào. À, không phải tiếng này à? Sao giống như tiếng Ấn Độ nhỉ? Nói xong anh Minh lại buồn. Tủi thân. À, đúng là nó ra năn thật. Bây giờ thầy thử test 444. À, tiếng Nhật à? Ừ, được. Thị trường Nhật Bản cũng là một trong những thị trường làm kinh tế rất tốt. À, tuy nhiên thì cái áp lực công việc ở Nhật Bản nó có khá khác ở các cái quốc gia khác. Đó là gần như là người ta dành hết thời gian để làm việc. À, theo thầy một cái chuyên gia kể lại với thầy là một ngày thì bạn đi tàu điện ngầm đến chỗ làm việc cách nhà khoảng 300 cây số, làm xong sau đó quay trở về. Sáng thì khoảng tầm 5 rưỡi sáng đi và khoảng tầm 9 giờ tối là về đến nhà. Ngày này qua ngày khác và tháng nào thì qua tháng khác, năm này qua năm khác. Đấy. Nên sau khi làm việc ở đấy khoảng 5 năm thì cái chuyên gia đấy cảm thấy rằng có lẽ phải dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, dành nhiều thời gian hơn cho các thứ khác nữa ngoài cái việc kiếm tiền ra. Đấy. Ví như với số 56 thì nó trả về kết quả bằng 5. À, tuy nhiên thì làm việc ở Nhật lương rất khá cao. Rất cao. Khá cao. Họ có kỹ thuật làm việc. Rồi đó là bài 53. À, thị trường Nhật Bản hiện nay thì ví dụ như ở trường thầy có con của thầy hiệu trưởng trước. Anh ấy học đại học Bách Khoa chuyên ngành ngành ICT Việt Nhật, và với cái chuyên ngành đấy thì hôm vừa rồi thì sau khi học xong Bách Khoa thì anh ấy thi tuyển dụng vào một cái công ty ở Nhật Bản.
và bây giờ anh vẫn đang làm ở bên Nhật Bản. Anh ấy là trước học sinh ở trường chuyên của thầy, bây giờ trở thành chuyên gia IT hàng đầu. Cái ngành khoa học máy tính thì nhớ là ngành khoa học máy tính thì nó có nhiều lớp, thì có các bạn cố gắng vào được cái lớp Việt Nhật nếu mà các bạn muốn đi theo hướng thực tế, theo cái hướng Việt Nhật thì sau này cơ hội việc làm lương nó cao hơn bởi vì các bạn có ngôn ngữ. Bên cạnh đấy thì có một trong những cái ngành trường được rất là đánh giá rất cao, đó chính là cái trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội. Và tới thời điểm này thì có thể một số bạn chưa để ý, nhưng mà nó là trường đa số học sinh đội tuyển quốc gia của thầy là sẽ học ở trường này. Ngoài ra thì các em có thể học về Bách Khoa Hà Nội, các bạn nào ở miền trong có thể học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, là những cái trường hàng đầu về IT. Có một cái sự khá tiếc tiếc nuối, sau này thì thầy cũng giống như là các cái bạn của thầy, đó là cái giai đoạn năm 2001 2002 thầy bắt đầu học lập trình, thì đáng ra cái giai đoạn đấy thầy phải rẽ theo cái hướng là đó là học về ngành kỹ sư IT. Nhưng mà do cái ngành đó ngày xưa đi thi điểm đầu vào nó thấp quá. Ngày xưa cái ngành kỹ sư IT nó lấy chỉ có 13 điểm. Mà trong khi lúc đó mình thi được 22 điểm, thì theo các bạn thì ta nên thi, ta có nên vào ngành đấy không? À chung là thầy vừa học xong rồi. Rồi anh Minh có hỏi xem bài 53 rồi, ok. Thầy vừa gửi tới các bạn cái nội dung của bài 53 ở trong cửa sổ. Và hiện tại bài 53 ta đang có 5 bạn nộp rồi. Vừa rồi anh Minh có hỏi xem bài 53 của anh Minh, ok, ta trở lại mở luôn. Các bạn nào có cần trao đổi khó khăn thì các em ấy làm luôn nhé. Anh Minh đâu nhỉ? Sao thầy không nhìn thấy tên đây này? À, trên đầu. Bài 56 nó báo chưa chấm à? Đây, băng chờ làm tí nha, để thầy kiểm tra trên server. Bài 56 chắc là có chứ nhỉ? Bài 56 có mà nhỉ? Chờ thầy tí nhé, có khả năng bài test bài 56. Thôi để từ đây thì thầy xử lý bài. Ok, ông anh Minh ông chưa nộp thì ông bảo cái gì? Rồi anh Minh chia sẻ màn hình nào. Tao phải tăng tốc lên một chút các em nhé, bởi vì cái lượng bài 56 thầy chưa chưa đổi tên test, chả trách nha. Đâu cái chữ bun nguyên tố của thầy đâu, em xem lại trong hướng dẫn đi nào anh Minh. Cái thằng bun nguyên tố đâu rồi? Bun nguyên tố của INTU đâu? Ra bảo nhận xét chính xác. Anh Minh đừng có buồn nhé. Anh Minh xem lại trong nhóm Zalo cái ảnh thầy vừa gửi, cái chữ hàm bun nguyên tố đâu? Sao nó lại nằm ở trên username USA? Kéo nó xuống đi, không thể để lên trên được. Thiên bảo là sao không được chơi xấu đúng không? Đúng thế. Code của em nó không được chơi xấu, chẳng qua là code nữa em nó không được, chưa được đẹp lắm. Có sao mình đâu nhỉ? À.
Em kéo cái thằng bun nguyên tố, kéo thằng Eugene namespace nó lên trên đi, sao cái thằng bun nguyên tố nữa. Tất cả các câu lệnh đều phải nằm dưới thằng Eugene namespace nhé. Trừ cái thằng khai báo thư viện và khai báo hàng số ra đây. Sau hàng bun nguyên tố nó không có dấu chấm phẩy. Cái nhỏ hơn hoặc bằng dấu bằng nó phải liền sát với dấu nhỏ hơn nhé. Đấy, thầy cho nghỉ có mấy hôm thôi mà nó đã cốt lôm côm rồi. Sau vòng quay sao có chấm phẩy được? Nếu nguyên tố, chữ nguyên tố của N sau chữ nguyên tố nó không có dấu đóng ngoặc đâu nhé. Sau chữ nguyên tố ấy. Đấy, tức là gọi hàm nguyên tố với tham số là n. Nếu n lớn hơn không, sau n lớn không lại có dấu chấm phẩy kết thúc dòng đấy. Lưu ý là sau câu lệnh for, sau câu lệnh if, sau câu lệnh while không thể có dấu chấm phẩy được. Em bổ sung thêm làm việc với tệp nữa là tốt hơn. Tí nữa nhớ định dạng lại chương trình cho thật đẹp, đẹp lộng lẫy lên. Chương trình nha, chạy ra kết quả đúng rồi chứ. À, chỗ này làm việc với tệp là được nha. Rồi sau đó nộp, các bạn nộp bài lên. Hiện tại bài 53. À quên, Băng vừa đang hỏi bài 56. Băng nộp lại bài 56 em nhé. Chấm được rồi đấy. Em phải nhanh chóng vượt qua các em nói chứ ở dưới con lạnh, con nóng lắm không Băng? Ơ, Trần Gia Bảo bây giờ mới biết là dưới ai không, dưới Băng là dưới cả anh Trung. Thế nó mới buồn đi. Anh Trung hôm nay sướng. Bà Gia Bảo bay mất 30 điểm rồi. Rồi các bạn thích cực nộp bài vừa rồi là bài 53 nhé. Là ta đã giải quyết xong bài 53. Bài 53 có một cái kỹ năng rất hay thầy trò mình vừa làm. Đó là ta bước 1 ta tổ chức một cái hàm nguyên tố. Hàm này là một hàm cố định. Trong 100 bài ta cốt nhau y như thế. Không cần phải suy nghĩ nhiều. Rồi bây giờ đề bài người ta yêu cầu là lần lượt cắt các chữ số ở hàng đơn vị đi để thu được một số mới. Để cắt chữ số ở hàng đơn vị thì ta sử dụng phép toán n chia nguyên cho 10. Đấy. Mỗi lần cắt như thế ta thu được một số n mới và ta mang đi kiểm tra xem nó có thỏa mãn điều kiện hay không. Đấy. Đến khi nó là số nguyên tố thì ta dừng lại. Đấy. Thiên lại liên thiên rồi. À. Rồi về ta sang bài kế tiếp nữa là bài 9, bài ước nguyên tố. Ở bài này hôm trước ta vừa học hơi buồn ngủ tí bởi vì nó hơi muộn. Thì ở phần này, phần bài này là một bài cực kỳ quan trọng. Với đề thi cấp tỉnh ở cuối 12 thì nó có thể là câu 1 hoặc câu 2. Thường nó sẽ rơi vào câu 2 chứ câu 1 cũng chưa thể khó như câu này. Thầy buồn với Tuấn Anh quá, Tuấn Anh nãy giờ vẫn đang còn lượn lờ ngoài kia chưa vào được. Rồi, bây ta sang bài 54 nhé. Và các bạn cốt nhanh bài 53 và nộp lên để lên leo rank lên nhé. Thầy thấy điểm của hôm nay của các bạn rất tích cực rồi đấy. Cố gắng lên cao hơn nữa. Anh Minh nộp luôn bài đấy để kiếm ngay 10 điểm. À, hình như... Đấy. Ở đấy mới để ý ra không thấy Lâm chạy đâu rồi. Bảo cách tìm vị trí trong mảng có một câu chuyện buồn à. Ừ.
À, khi học lập trình nghề thì người ta đã bảo rồi, không học thì thôi chứ càng học thì càng thấy mình mới còn nhiều cái mình mới chưa biết, thế giới nó rộng lớn lắm. Nên các em cố gắng bước ra biển rộng, bước ra khỏi cái vùng an toàn để mình trưởng thành hơn. À, những cái kiến thức lập trình này sau này nó là cái tư nền tảng để cho các em phát triển tư duy lập trình. À, đây thầy đang nói bài 54 này này đây. Đi thi cấp tỉnh ở khối trung học phổ thông câu 2 nó chỉ có tầm tầm như câu này. Đấy. Vậy thì về với câu này cho số nguyên dương tìm ước nguyên tố lớn nhất của n. Thì về ý tưởng của thuật toán thì ta sẽ làm như sau. Thôi không phải bonus đâu. Tí nữa thấy like thì 40k like thì mời thầy. Về ý tưởng của thuật toán, người ta yêu cầu là tìm ước nguyên tố. Như vậy thì cái số này nó thỏa mãn hai tính chất. Tính chất thứ nhất, nó phải là ước. Cho số nguyên dương n, n là ước khi và chỉ khi mà y là ước của n khi n chia hết cho y. Tính chất thứ hai, nó là số nguyên tố. Đấy. Anh Minh chờ thầy một tí. Tính chất thứ hai nó là số nguyên tố, sau đó ta cần phải một hàm nguyên tố để kiểm tra xem nó có phải là số nguyên tố hay không. Tính chất thứ ba nó phải lớn nhất. Đối với vậy trong những cái thằng tốt nhất đấy ta lại phải chọn thằng lớn nhất, và nó phải kèm theo một điều kiện, nó phải là ước thì chứng tỏ n phải chia hết cho y, nó phải là nguyên tố chứng tỏ rằng hàm đó nguyên tố của nó bằng chu, và lớn nhất tức là nó phải là thằng tốt nhất trong những cái thằng tìm được đấy. Vậy thì với cái ý tưởng như thế thì ta có cách cách một, đó là ta duyệt y chạy từ một cho tới căn n. Nếu n chia hết cho y và y là số nguyên tố thì ta cập nhật giá trị của n. Đấy. Thì chỗ này thì ta thực hiện cập nhật giá trị tốt nhất. Tìm được. Đấy. Sau đó ta lại nếu y mà khác thằng n chia y, tức là y không phải là số n, không phải là số chính phương ấy, thì ta lại cập nhật thằng z đi, trong đó z là kết quả của bài toán để tìm giá trị lớn nhất. Mình viết như thế, tí nữa mình cài code chương trình cho nó dễ. Rồi bây giờ ta quay trở lại với cái ý tưởng thuật toán như thế. Thì ở bài 54 tới thời điểm này đã có 3 bạn đã nộp bài 54, đó chính là 3 bạn top đầu luôn. Đấy. Web sập rồi. Ừ. Sắp là sập thế nào? Bảng ranh vẫn đang còn chạy mà. Có ai không vào được không? Thiên chờ một tí. Anh Minh vào cũng được luôn. Rồi các bạn vào lại server nhé. Bây giờ ta quay sang bài của ai vừa hỏi nhỉ? Mấy đứa nó comment trôi lung tung quá. Anh Minh hỏi xem bài 53. Nào thì phải tổ chức lưu trữ lại dữ liệu mới được, dữ liệu của thầy nông công á.
nhiều khi dăm ba cái tiện là cứ để con thế luôn. Đấy, các bạn nhìn thấy cái lượng bài làm rồi, ta xem bài của anh Minh nhá. À, nhập n đấy, nếu u nhỏ bằng một thì đi đơn phô cho y chạy từ hai cho tới u, nếu u chia cho y thì đi đơn phô còn lại đi đơn chu. Nào cái thằng Friêu bần đâu rồi, lại cho một đập bây giờ, sao có mỗi cái câu lệnh này? Cái ông anh Minh này cho thích xem cái trưởng không, cái trưởng cho một phát bay ra ngoài bờ ao bây giờ. Cái câu lệnh Friêu bần của thầy đâu? Nào anh em trong nhóm cười ha của thầy một phát. Giờ cái ông Mai Thiên này ông còn cười hé hé này. Ha ha thế này đấy, phải cười như Hoài Văn nó dịu dàng cũng tê đáng yêu. Rồi anh Minh xem lại em nhé. Rồi các bạn chưa nộp bài 53 thì các bạn nộp lại bài 53. Tới thời điểm này thì thầy thấy các bạn trong lớp các bạn đã nộp bài 53 rồi. Có Hoàng Gia Bảo như cũng chưa nộp bài ra 53 thì em hãy nộp bằng luôn nhé. Hướng dẫn cài đặt thầy đã gửi ở trong nhóm Zalo. Em nên sử dụng Zalo web để giải quyết bài toán đấy, để thường xuyên cập nhật. Rồi với cái ý tưởng của bài 54 như thế này thì thầy trò mình sẽ thực hiện cài đặt thuật toán theo đúng cái ý tưởng đấy. Và với cái ý tưởng này thì ta sẽ tổ chức nó thành một cái chương trình con. Hoàng Gia Bảo bằng bằng tuổi của Trần Gia Bảo thì phải, hay là ít hơn một tuổi ấy, nhiều hơn anh Minh một tuổi, như năm nay Hoàng Gia Bảo như học lớp 8 thì phải, lớp 9 nhỉ. Nguyên có hỏi xem một bài 53. Ừ, Nguyên đã nộp bài đâu em? Làm mà nộp đi nhá. Ừ. Thôi chia sẻ màn hình nào cho thầy và các bạn cùng xem nào. Các bạn khác tiếp cơ tục làm bài ở phía trên nhé. Ừ, vừa thấy bạn làm bài màu. Nào, nếu U chia hết cho Y mà lại di tân chu à? Trong một trường bây giờ. Nếu U chia hết cho Y thì sao? Em xem lại hướng dẫn. Ông anh Minh sao tự nhiên thấy cười to thế? Rồi, ấn Enter tụt xuống. Sau vòng for này nếu không bị return for lần nào thì return true. Xuống dòng return true. Lui vào trong nhé. Đấy. Nhớ là Nguyên hay cố gắng làm những cái giải thuật này thì mình code một phát phải full điểm luôn, code một phát đúng luôn. Nào có chữ chu sao mà có một chữ t đấy, cái chỗ đấy không cần đóng vào mở ngoặc đâu, bởi vì có một cấu trúc if else, nó là một cái cấu trúc làm một câu lệnh đơn. Rồi, thế thấy có vẻ ổn rồi đấy. Vừa rồi em vẫn chưa làm việc với project thì Nguyên lưu ý từ bài sau trở đi là không nhớ phải tạo project làm việc nhé. Chứ đừng chạy thủ công như thế này trông nó hơi buồn cười. Rồi, cảm ơn Nguyên. Rồi ta sang tiếp vừa rồi xem bài của Trung, bài 53 nào. Trung chỗ này thiếu nhá, bổ sung thêm dấu bằng nữa nhé.
số 1 cũng không phải là số nguyên tố. Ở đây thông thường người ta sẽ sử dụng tham số U chứ không sử dụng tham số N là biến toàn cục của chương trình. À, cuối chương trình của Trung là thiếu chữ return không nhé. Lưu ý chỗ đấy. À, cái chỗ này cực là chỗ cực kỳ nguy hiểm. Còn lại thì thấy rất ok rồi đấy. Mà em sử dụng xử lý như thế này rất hay. Rồi, bài của Băng rất ấn tượng rồi. Rồi ta sẽ tăng tốc nhanh nhé. Rồi ta, chứ không người ta cứ câu giờ này lâu quá. Rồi ta làm cái bài số 54. Đề bài yêu cầu là tìm ước nguyên tố lớn nhất của N. Hay nói cách khác tìm một cái ước của N thỏa mãn điều kiện. Đấy. À, để, vậy thì để tìm một cái ước của N thỏa mãn điều kiện. Rồi Chung cứ nghe luôn cái này đi. Cái này rất quan trọng. Thì khi đó bài toán là ta sẽ lần lượt duyệt qua tất cả các ước của nó. Tức là ta cho Y chạy từ 1 cho tới căn N. Nếu Y thỏa mãn điều kiện bài toán thì cập nhật cái kết quả của bài toán. Nếu Y khác N chia Y thì cũng cập nhật cái kết quả của bài toán. Với mô hình bài toán này thì thầy trò mình hoàn toàn có thể cài đặt được một cái cách ngoan đây ở đây ta sẽ làm luôn. Khai báo biến N này, khai báo hàm nguyên tố này. À đấy, tí nữa, lúc nào đến 8 rưỡi các bạn nhớ nhắc thầy ta có nghỉ giải lao 5 phút để đấy nhá. Đua tốc độ nhé. Hôm nay thầy sẽ phục thù, không thể để như hôm trước được. Rồi ta có hàm nguyên tố. À, rồi ta để kiểm tra một số u là số nguyên tố hay không thì thầy nhắc lại là chừng nào u nhỏ bằng 1 thì ta return false. Khi các bạn code chương trình cố gắng code cho nó trình bày thằng nào là con của câu lệnh khác thì nó phải là lui vào trong bởi một dấu. Khi ở đây thầy hay sử dụng tham số U bởi lẽ cái tham số U này nó là đại diện chứ không sử dụng tham số N bởi vì sau này mình có thể dùng các cái tham số khác mà. Nếu U chia hết cho Y thì khi đó ta mới thực hiện yêu cầu của bài toán. Các bạn lưu ý ở chỗ này là yêu cầu của bài toán là bởi vì nếu u chia hết cho y thì khi đó ta có một y và u là nó có ba ước, vậy thì khi đó ta sẽ return false. Đấy, sau vòng lặp for này thì mà nó không bị return false lần nào thì ta sẽ return true. Đấy. Như vậy hàm nguyên tố các bạn nhận thấy bài nào mình cũng code như nhau, đỡ khỏi phải suy nghĩ. À, thực tế thì khi sử dụng thì nó sẽ không bị trùng đâu bởi vì khi đó nó sẽ khai báo một cái biến n ảo mới. Tuy nhiên thì cái vấn đề quan trọng nhất đó là khi mình dùng ấy, nếu có nhu cầu sử dụng n ở trong chương trình con này thì khi đó nó sẽ thực sự là khó phân biệt. Nên thông thường với mỗi tham số thầy hay dùng biến u làm tham số cho mọi bài, mọi chương trình con. Rồi bây giờ ta bắt đầu thực hiện làm. Các bạn nhận thấy rằng cái quá trình thầy làm bài thì rất ít khi thầy code trực tiếp bài mà thầy sẽ làm luôn cái từ free open bởi vì STD bởi vì bây giờ cái những cái câu lệnh như này là câu lệnh dễ mình phải làm trước đi và nó đúng luôn đi. Một số bạn thì đến khi chương trình chạy đúng rồi mới bắt đầu thêm thằng này vào và dẫn đến khi chạy chương trình các bạn cứ phải nhập dữ liệu vào từ bàn phím. Đây là cái công việc rất tốn thời gian với dữ liệu nhiều dòng, nhiều số. Nhiều khi mình nhập sai mà chương trình mình đúng nó ra kết quả khác. Cứ bảo ôi chết rồi, thuật toán lại sai rồi, thế là lại phải sửa. Thế là toang rồi. Bây giờ ta làm theo cái cách thứ nhất. Duyệt y chạy từ 1 đến căn n, nếu n chia hết cho y thì thực hiện cập nhật z. Vậy thì bây giờ thầy gọi nó là tổ chức một chương trình con dạng thủ tục. Void, thầy gọi nó là shortcut 1 hay gọi là cách 1. Đấy. À, với cách một này thì thầy thực hiện yêu cầu ở đề bài của chúng ta là hãy là
tìm ước nguyên tố lớn nhất. Vậy thì thầy sẽ thực hiện công việc là cho y chạy từ 2 cho tới y như y nhỏ hơn hoặc bằng căn n, tức là bình phương đấy n, và thực hiện nếu ở u chia hết cho y, tức là nếu thì đó, nếu n chia hết cho y thì điều đó chứng tỏ y là số nguyên tố, à nếu n chơi hết cho y thì chứng tỏ y là ước của n. Thì ta thực hiện kiểm tra nếu y là nguyên tố, thì đấy, nếu n chia hết cho y, cho chỗ này ta cập nhật đây. Chỗ này các bạn phân biệt một tí nhé. Khi n chia hết cho y thì chứng tỏ y là ước, và thằng n chia y cũng là ước. Do đó bây giờ ta có hai đối tượng cần kiểm tra tính nguyên tố. Đối tượng thứ nhất đó là thằng y có phải là số nguyên tố không, nếu có cập nhật thằng giá trị tốt nhất. Đối tượng thứ hai là thằng n chia y, tức là phần còn lại. Ví dụ 100 chia hết cho 2 thì ta kiểm tra 2 có phải là số nguyên tố hay không, và ta kiểm tra số 50, tức là bằng 100 chia 2, có phải là số nguyên tố hay không. Đấy. Vậy thì ta kiểm tra nếu y là số nguyên tố thì ta cập nhật, ta gắn red thì bằng max của red với thằng y. Hàm max là hàm trả về tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hai đối số truyền vào. Đấy. Khi tìm giá trị lớn nhất thì red ta sẽ khởi tạo bởi một giá trị vô cùng bé, thông thường thầy sẽ ghi khởi tạo nó bằng 1 e 9. Thì biến red là kết quả của bài toán nên thường thầy khai báo biến red là ở biến toàn cục ở chương trình nhé, biến toàn cục ở chương trình. Biến red khởi tạo bởi giá trị vô cùng bé. Đấy. Khi tìm giá trị lớn nhất thì khởi tạo bởi vô cùng bé, để trong lần so sánh đầu tiên thì nó sẽ cập nhật với chính số đó. Sau đó mang số đó đi cập nhật so sánh với những thằng còn lại. Nếu kết quả của bài toán là kiểu long long thì Z ta khởi tạo là 1E18. Rồi ở đây ta có nếu nếu Y mà khác phần còn lại. Phần còn lại là thằng U chi Y và bằng thằng N chi Y. Đấy. Chứng tỏ là N không phải là số chính phương ấy. Thì khi đó thằng N chia Y cũng là ước. Thì khi đó ta mới ghi là nếu nguyên tố của thằng N chia Y mà bằng chung, nếu nguyên tố của n chia y là mà bằng chung thì điều đó chứng tỏ cái phần còn lại, ví dụ như số 6 chia hết cho số 2, thằng 2 là nguyên tố, phần còn lại của nó là số 3, số 3 cũng là số nguyên tố. Đấy, thì ta cập nhật, ta gắn z thì bằng max của thằng z với cái giá trị mình cập nhật. Giá trị của cập nhật đây chính là phần còn lại, đó chính là n chia y. Đấy. Ở chỗ này thì một số bạn sẽ hỏi ngay là thưa thầy thì cái câu lệnh nếu y khác n chia y và n chia y là số nguyên tố, nó nằm trên cùng một hàng với cách với cách trình bày như thế này thì cách nào chạy nhanh hơn, thì ta trả lời là làm theo cái cách là ta tách như như thế này thì thuật toán của mình sẽ chạy nhanh hơn, bởi vì nó chỉ kiểm tra số nguyên tố, cái phần còn lại là số nguyên tố khi y khác n chia y, đúng không? Vậy còn nếu mà y bằng thằng n chia y, nếu mà ta viết trên cùng một dòng ấy, nếu mà thằng y bằng thằng n chia y thì thì khi đó cái hàm nguyên tố này nó vẫn phải kiểm tra, khi đó có true false hay không thì không biết. Đấy. Về do đó khi việc tách như này thì nó sẽ chỉ tách nó chỉ thực hiện khi phần còn lại nó khác nhau, và ta sẽ đưa thằng z ra. Rồi khi đó ta sẽ thực hiện là xem thằng z ra. Ở đây thì các bạn nhận thấy nhé, thầy tổ chức chương trình khá thú vị. Thầy tổ tổ chức một chương trình con dạng hà, tên nó start một, gọi tắt là cách một. Bắt đầu thầy khởi tạo z bởi một giá trị vô cùng bé, biến z này là khai báo biến toàn cục. Sau đó thầy thực hiện công việc cho y chạy từ 2 cho tới căn n, nếu y là ước của n thì ta kiểm tra y có phải là số nguyên tố hay không. Nếu y là số nguyên tố thì cập nhật z. Đấy. Nếu y mà khác phần còn lại mà phần còn lại là số nguyên tố thì ta cập nhật thằng z với phần còn lại đấy bằng sử dụng hàm max. Nếu người ta hỏi min thì ta tìm min. Ở cái bài toán này nó rất hay ở chỗ đó là sau này sẽ đưa ra một bài toán tổng quát cho số nguyên dương n, hãy tìm cái ước lớn nhất thỏa mãn điều kiện của bài toán. Ví dụ hãy tìm ước lớn nhất là số đối xứng chẳng hạn. Đấy thì ta cũng giống như trên, ta bắt for như thế này: nếu số y là số đối xứng thì cập nhật z, nếu n chia y cũng là số đối xứng thì cập nhật z. Đấy.
Hôm sau người ta hỏi vừa là số đối xứng vừa là số nguyên tố. Vậy thì ta cũng vừa là số đối xứng vừa là số nguyên tố thì cập nhật z. Vừa là số nguyên tố vừa là số đối xứng thì cập nhật z nhé. Vậy thì khi đó quay sang chương trình chính mình gọi subtract 1. Đấy, không có tham số nhé. Subtract này mình nó là một chương trình con dạng thủ tục chạy xong là xong. Đấy. Ta tập cái làm quen với dạng thủ tục này như thế là xong rồi. Vậy thì ta nhận thấy chương trình của mình bao gồm có một hàm nguyên tố này, một chương trình con dạng thủ tục để thực hiện cái cách làm thứ nhất này ở chương trình chính. Sau khi làm việc với tệp, ta nhập dữ liệu và gọi chương trình con làm theo cách một. Đấy, đây là cái cách các bạn làm khi đi thi nhé. Các bạn tổ chức bài toán thành chương trình con để giải quyết bài toán đấy. Đáng ra ở cái phần cái kỹ thuật tổ chức chương trình này thầy sẽ dạy ở phần sau, nhưng mà khi học lập trình cơ bản các bạn cũng nên có cái thói quen chia bài toán lớn thành các bài toán con. Trong bài toán con này có thể gọi bài toán con khác. Đó chính là cái tư duy lập trình quan trọng nhất ở trong cái phần lập trình cơ bản ta cần phải học được. Rồi vậy chỗ này thầy thôi chụp màn hình luôn, gửi luôn trong nhóm. Và các bạn hãy cài đặt chương trình làm theo cách này nhé. Thầy muốn nhìn thấy chương trình con của các bạn tổ chức theo kiểu như thế này. Rồi. Rồi, ta sẽ chạy thử chương trình xem sao, xem nó đã đúng chưa đấy chứ. À, đầu tiên ta thử xem chương trình có lỗi hay không, ta ấn nút chạy chương trình. Hãy cố gắng, đấy, khi ấn chạy chương trình không báo lỗi luôn. Bạn nào làm được như thế nhớ comment để cho thầy biết nhé. Ơ, vừa rồi ai bay màu mà chỉ còn... À, đúng rồi, vừa rồi cái này cũng chỉ có 7 bạn nhỉ, quên mất. Rồi, bây giờ ta sẽ làm việc với tệp, ta thêm project mới. Các bạn lưu ý nhớ thao tác tạo project nhé. Một số bạn thì hiện tại khi lúc mà chia sẻ màn hình thì thấy các em vẫn làm chay làm mỗi cái file mcpp thôi. Sau này ta lập trình làm đều là lập trình trong project hết mà. Ví như thầy lấy số 100 chẳng hạn, thầy muốn xem ước nguyên tố lớn nhất của nó là bao nhiêu, thầy ấn chạy chương trình. Trước khi chạy thầy lưu cái test lại. Đấy, thầy nháy chuột phải thầy add file vào. Nếu cái thanh cửa sổ này bị mất các bạn cứ vào thẻ view thì các bạn mở tứ tung các cái thanh lựa chọn lên thì kiểu gì nó cũng mở lại nhé. Đấy, nó bảo ước nguyên tố lớn nhất của nó là 5. Đây, trong thẻ view các bạn bật ba thanh cơ bản này, trong thẻ toolbar các bạn check hết cái dòng này là các bạn có đủ các cái thanh công cụ để dùng. À, ta thử số 26. 26 thì nó sẽ bằng 2 nhân với 13. Thì khi đó ước chung nguyên tố à cái ước lớn nhất của nó sẽ là số 13. Đấy. Như vậy thì ta sẽ làm theo cách này. Làm theo cách này độ phức tạp của thuật toán của ta là mất vòng for này thì ta mất căn n, hàm nguyên tố thì mất căn bậc 2. Như vậy thì độ phức tạp của thuật toán nó sẽ là bằng là căn của thằng này nhân căn của căn thằng này. Đấy. Đó, tức là một căn bằng căn bậc 4 của n mũ 3. Còn nhá. Đúng rồi, căn bậc 4 của n mũ 3. Với cái độ phức tạp thuật toán như trên thì ta nhận thấy là n nó không thể chạy được lên tới khoảng tầm 10 mũ 12, nó không chạy được. Thì khi đó đây, thầy tổ chức mỗi cái subtask ở đây thôi để cho các bạn cùng nhìn thấy là ta tổ chức theo cách một xong rồi. Rồi bây giờ tổ chức theo cách hai. Thì theo cách hai thì ta nhận thấy như thế này. Với một cái số nguyên dương n ấy, để tìm được cái ước nguyên tố lớn nhất của nó thì thầy phân tích nó thành tích các thừa số nguyên tố. Thì khi đó thừa số nguyên tố cuối cùng của nó sẽ là ước nguyên tố lớn nhất của nó. Ví dụ như số 26 nó sẽ bằng 2 nhân với 13, vậy kết quả bằng 13. Kế tiếp đó, thầy lấy số 45. Số 45 chia hết cho 3 phần còn lại là bằng 15, 15 chia hết cho 3 phần còn lại là 5. Đấy, vậy thì thừa ước chung thì cái ước nguyên tố lớn nhất của nó sẽ là số 5. Đấy. Vậy thì với cái cách làm như trên thì thầy sẽ chưa luôn cái subtask 2 trước khi chưa bài cho một số bạn khác nữa, các bạn khác nhé.
Rồi với cái cách phân tích như thế thì anh Minh cứ bình tĩnh, để thầy chưa theo cái cách này đã. Bây giờ thì với cái độ phức tạp của ta thì thấy nghe kêu la thảm thiết quá. Như vậy thì ta có một cái nhận xét. Các bạn lưu ý nhé, trong một bài thi, trong một cái bài, một cái đề, các bạn nên có một cái thói quen đưa ra một cái nhận xét. Từ cái nhận xét đó sẽ giúp cho các em định hình được bài toán ta sẽ định sử dụng là gì. Vậy thì các bạn nhận xét rằng nếu ta phân tích n thành tích, nếu ta phân tích n thành tích các thừa số nguyên tố, tích các thừa số nguyên tố, các số nguyên tố đây có các thừa số nguyên tố đây rồi. Thì số cái chữ này thầy bỏ luôn nhé, thì các thừa số nguyên tố nó chính xác nó phải là các thừa số nguyên tố. Thì số nguyên tố cuối cùng trong các thừa số đấy sẽ là, thì thừa số cuối cùng, thì số nguyên tố cuối cùng sẽ là ước nguyên tố lớn nhất của n. Là ước nguyên tố lớn nhất của n. Vậy thì ta sẽ cùng thực hiện theo cái sắp tắc 2 nhé. Vừa rồi thầy đã gọi nó theo cách 1. Sau đó đây, trong giờ thi thông thường ta sẽ nghĩ theo cách 1. Vậy bây giờ ta sẽ nghĩ sang cách 2. Ông anh mình ông spam quá, nhưng mà thầy đang bật giả. Rồi bây giờ ta sẽ tổ chức void sắp tắc 2. Và kể cả băng, em cũng nên tổ chức như thế này nhé. Trong bài thi nên làm theo nhiều cách. Bởi lẽ cái cách cải tiến ở lần sau này nhiều khi nó không được đúng. Thì mình dùng cách 1 để chạy một test, ta thu được kết quả. Sau đó mình sọc sọc nó đi, mình chạy thằng cách 2 để thu được một test. Sau đó so sánh hai cái output nó giống nhau với một bộ test thì chứng tỏ, thuật toán này đúng rồi. Đấy. Theo ý tưởng thứ hai này thì ta sẽ cần phân tích số nguyên dương n thành tích các số thừa số nguyên tố. Đấy. Thủ tục này sẽ phân tích n thành tích thừa số nguyên tố. Đấy. Thì khi phân tích n thành tích các thừa số nguyên tố thì ta sẽ thu được một thừa số nguyên tố cuối cùng sẽ là kết quả của bài toán. Vậy thì ta sẽ thực hiện luôn. Thông thường thì khi phân tích một số thành tích các thừa số, phân tích nó thành một các thừa số nguyên tố, ta thường lưu nó vào một mảng. Tuy nhiên tới thời điểm này các bạn chưa học sang mảng, sau cái bài học này thì ta sẽ nhảy sang mảng luôn. Thì ta sẽ thực hiện đưa ra cái kết quả cuối cùng luôn. Vậy thì bây giờ cái quá trình phân tích nó sẽ thực hiện như sau. Bây giờ thì ta sẽ thực hiện thôi sử dụng câu lệnh lập while đi cho nó ngầu. Thì cái thừa số nguyên tố bé nhất mà ta nhận thấy rằng số nguyên tố bé nhất mà nó có thể chia hết là số 2. Vậy thì ta nhận thấy rằng là chừng nào mà y còn là y bình phương mà nhỏ hơn bằng căn n, tức là y bình phương nhỏ hơn n, thì ta sẽ thực hiện, từ từ đã xong cái này đâu mà cứu được, thì ta mới thực hiện cái công việc là nếu n mà chia hết cho y, khi n chia hết cho 2 thì chứng tỏ n nó vẫn lại tiếp tục chia hết cho 2. Các bạn chờ đợi tí nhé.
Các bạn chờ đợi một giây nhé. Rồi ta tiếp tục nhé. À, khi n chia hết cho y thì điều đó chứng tỏ là y là nó là một cái thừa số nguyên tố, và với nó là thừa số nguyên tố thì thầy trò mình sẽ thực hiện luôn theo yêu cầu của bài, đó là ta gắn z bằng y. Đấy. Khi đó thực tế chỗ này để thu được cái thừa số nguyên tố lớn nhất thì mình gắn z đi bằng mắc của thằng z với thằng y thì đúng hơn, nhưng do cái thứ tự cái biến y của mình sẽ chạy trong phạm vi từ 2 cho đến n nên cái thằng z cuối cùng sẽ nó cũng sẽ thường là cái thằng y cuối cùng luôn. Rồi bây giờ ta sẽ thực hiện là tiếp. Khi đó thằng n là phần còn lại thì bằng n chia cho 10. Bằng n chia cho 10. N bằng n chia 10 thì thầy có thể ghi là n chia bằng 10 nhé. Chính xác. Ra quán net mà ngồi code thì cực ngầu, ngày xưa thầy toàn ra quán net code. Trong khi lũ bạn ra quán net ngày xưa chơi đế chế, chơi Helpline. Thế thì sinh viên ấy, còn cái thời cấp 3 thì thầy toàn ra quán photo để code. Bởi vì ngày xưa chỉ có bộ quán photo có máy tính. N bằng n chia cho 10. Nói chung thầy đánh đế chế quá gà, bọn bạn nó đánh nó đi qua nhà thầy, thế nhà thầy nghèo quá nó đi qua luôn. Thế nó bị buồn thầy. À, quá trình này chạy đi chạy lại, chứ không phải n n chia 10, n n chia y. Thì ta sẽ thực hiện cái công việc là chừng nào n đã còn chia hết cho y thì gắn z về bằng mắc của z với thằng y, sau đó ta thực hiện gắn n bằng n chia y. Sau khi n mà không chia hết cho y thì ta thử cái thằng y kế tiếp, do đó thì ta ngược lại ta thử thằng y kế tiếp, tức là ta tăng y lên. Nào các em tập trung nhá, chỗ này nó khá khó đấy, và bởi vì khi cô ta sẽ rất rất hay quên hay nhầm cái vòng lặp while này nó chạy dừng xong. Ví dụ như y bằng 2 à, y bằng 13 thì khi đó y của ta n bằng 13 thì y sẽ chạy trong phạm vi từ 2 cho tới căn 13. Căn 13 thì nó sẽ nhỏ hơn hoặc bằng nó căn 13 nó sẽ bằng 33, 3 phẩy mấy, lấy phần nguyên bằng 3. Vì thế thì y của mình sẽ chỉ chạy từ 2 đến 3. Nó thấy 10 13 à, 26 chia hết cho 2, ok, nó cập nhật z bằng bằng 2, sau đó nó sẽ thực hiện n bằng n chia cho 2, 26 chia 2 bằng 13. Sau đó nó kiểm tra lại 13 chia hết cho 2 không. 13 không chia hết cho 3 thì nó tăng y lên bằng 3. Nó thấy 13 không chia hết cho 3 nó tăng y bằng lên bằng 4. Khi tăng y lên bằng 4 thì 4 x 4 bằng 16, vượt quá 13 thì giải thuật này nó dừng lại. Vòng lặp while này dừng lại nhưng mà kết quả bây giờ nó mới lưu được số 2, phần 13 còn lại nó chưa được lưu. Vì thế sau vòng lặp while này nó có câu lệnh là nếu giá trị n của mình mà vẫn lớn hơn, sau này mình tổ chức nó thành chương trình con ấy, thì mình sẽ đây là biến u. Nếu n mà vẫn lớn hơn 1 thì cái ta thu được là một số nguyên cái số thừa số cuối cùng sẽ là thừa số nguyên tố lớn nhất, thì ta gắn z với thằng n còn lại. Cái câu lệnh này cực kỳ quan trọng nhé. Ở đây thầy vẫn sử dụng hàm mắc, bởi vì sau này nếu người ta hỏi điều kiện là nếu phần còn lại nó thỏa mãn điều kiện bài toán thì ta cập nhật giá trị tốt nhất. Đấy, thì chỗ này ta thêm cái điều kiện là với bài toán mới thì ta sẽ cập nhật cái thằng tốt nhất. Đấy. Vậy thì cái thủ tục từ đây đến đây thì người ta gọi là phân tích n thành tích các thừa số nguyên tố. Nha. Rồi bây giờ ta sẽ thực hiện là cho y chạy từ 1 cho đến n, nếu n chết cho y thực hiện cập nhật thằng y, sau đó lấy rút gọn n phần còn lại. Quá trình này chạy đi chạy lại sao thì ta thu được n. Nếu phần n còn lại mà vẫn lớn hơn 1 thì ta thu được nó là một số nguyên tố rất lớn, ta gắn hết bằng số ở đó.
Rồi, sau khi thực hiện xong bài này, ta thu được Z là kết quả của bài toán. Ta xe out thằng Z ra. Trước vòng lập for, ta thực hiện gắn Z bằng max của Z. Do đó Z bởi khởi tạo bởi giá trị vô cùng bé. Do đó ta gắn Z thì bằng là trừ 1 e 9. Tức là bằng âm 10 mũ 9. Vậy thì trên đây là code của thằng sắp tác 2. Bây giờ ta nút chạy thử chương trình xem chương trình có báo lỗi gì không. Nó không báo lỗi gì. Tuy nhiên thì ta nhận thấy rằng ở chương trình chính mình vẫn gọi sắp tác 1 chứ chưa gọi sắp tác 2 nhé. Vậy thì ta sẽ thực hiện sọc 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 vào đi. Bố có thể giúp gì được con trai của bố? Thì ta gọi sắp tác 2 ở đây nhá. Bây giờ chỗ này băng về chung các bạn photo rồi, các bạn nhìn đấy, cái sắp tác 1 thể ẩn đi, bây giờ thầy gọi cái thằng sắp tác 2 đấy. Thì bây giờ thầy ấn nút chạy chương trình đấy, thầy nó chạy rồi. Bây giờ với input là 26, kết quả nó ra bằng 13. Bây giờ input của thầy bằng 4 chẳng hạn. Nó ra là bằng 2, input của thầy là 44. Xem nó ra bằng bao nhiêu? Nó ra bằng 11 là thừa số nguyên tố lớn nhất. Đấy. Vậy thì khi nào các bạn chạy sắp tác 1, đấy ta thử chạy lại. Đấy, ta chỉ cần sọc sọc nó đi thôi. Đấy, thì ta em cũng ra kết quả 11. Vậy thì hai cách này là giống nhau và ra kết quả như nhau. Và khi đây đây là một cái cách thầy hay làm với những bài toán mới. Thông thường đề bài sẽ luôn có cái cách để làm sắp tăng 1. Nhưng khi làm thì các bạn lại làm xong rồi các bạn thấy không biết có cách nào tốt hơn không nhỉ? Lưu ý rằng khi đi thi cái cách nào mà các bạn nghĩ ra ngay ấy, thì cách đó ai cũng nghĩ được nha. Và nó sẽ phải có một cái cách tốt hơn nữa. Và ta phải ta không được cải tiến cái cách 1 thành cách 2. Bởi lẽ đi thi mình không có đủ thời gian đâu. Mà ta sẽ thực hiện tổ chức nó thành một cách 2, thành một cái sắp tác 2 và giải quyết trong sắp tác 2 đó. Sau đó ta sẽ gọi sắp tác 2 để thực hiện yêu cầu của bài toán. Nhá, các bạn lưu ý chỗ đấy. Đó là cái kỹ thuật mà tổ chức chương trình. Sau này ở trong cái chuyên đề nâng cao có hẳn một cái kỹ thuật tổ chức chương trình mà các bạn sẽ được học. Và khi đó cái mô hình bài toán chia bài toán lớn thành bài toán nhỏ. Và cứ với mỗi bài toán nhỏ thì ta sẽ tốt thành các cái chương trình con. Mọi hôm thầy hay slip chụp màn hình nhưng mà bây giờ thầy mới phát hiện ra như thế, quên thì nữa gửi nhầm nhóm. Vừa thấy Trung gửi cái gì tin nhắn gì cho thầy đấy, định tán tỉnh thầy à Nhung à Trung, thật là nguy hiểm. À, đúng rồi, thầy đang print screen. Chỗ này sao cho y chạy từ 2 cho tới n nào, mọi người cười chung một phát nào. Anh Minh đã cười to lại còn cười dài. Chỗ này là y bình nhỏ hơn hoặc bằng n chung nhá. Rồi, quá buồn cho chung. Rồi. Sao chỗ này cũng là y chạy từ 2 đến n. Chạy từ 2 cho tới cái căn n, tức là từ 2 cho đến y bình nhỏ bằng n nếu n chia hết cho y. Và y là số nguyên tố thì cập nhật. Nếu thằng này khác này thì kiểm tra thằng này và cập nhật, sau đó đưa kết quả ra. Sửa lại mỗi ở chỗ vòng for là được chung nhé. Mấy đứa kia nó đang đục nước thả câu nó. Rồi y bằng 2 rồi n chia ngược lại tăng y lên. Nếu n đúng rồi thì ra đấy. Rồi, cái sắp tác 2 là đúng rồi nhé. Rồi, ok. Bây giờ
Rồi, như vậy thì với sắp tác 2 như trên thì các bạn hãy cài đặt chương trình thành sắp tác 1 và sắp tác 2 nhé. Và cố gắng cài đặt thật tốt. Bây giờ thầy xem bài cho anh Minh trước này, sau đó xem cho Thiên này. Để Thiên chắc là nó không ra cái gì là đúng rồi, bởi vì cái vòng for của em for cho tới phải cho tới y y bình nhỏ hơn hoặc bằng n. Để sửa lại chỗ đấy chung nhé. Rồi các bạn nào mà muốn rồi thế thì ta sẽ chia sẻ màn hình nhé. Rồi bây giờ sẽ khoan. Để thầy xem lại code của anh Minh trước. Cái bài 53 à chưa nộp thì xem đi, hả? Giờ cái ông anh Minh này, tôi xin mời anh Minh chia sẻ màn hình trước nào. Sao cái mạch của anh Minh nó cứ mờ. Em trời ơi sao nó lại có thể cốt liền tù tì như này, hôm nào phải cho ăn một trưởng mới được. Nào lăn chuột lên trên này xem nào, lăn từ từ từ, từ đầu đi, ta xem tổng quát một tí nhá. Đầu tiên là ta kiểm tra hàm nguyên tố đã đúng chưa, hàm nguyên tố đã ok rồi. Chị để ý cái chỗ nào là toán tử, chỗ nào toán hạng, cài đặt nó toán tử và toán hạng cách nhau ra, thằng nào là con của thằng khác nó lui vào bởi một dấu tab. Rồi lăn trượt xuống dưới tiếp nào, xem sắp tab 1 nào. À đúng rồi, thôi đợi sau khi chưa xong anh Minh và Trung thì ta sẽ tổ chức thi đấu nhé. Hôm nay thầy không thể được, băng tuyệt đối không được một cò nhé. Nó chia dặn trước đây. Thầy nói thì thôi. Rồi xuống tiếp đi anh Minh. Sao lát thế nhỉ? À thì thiếu dấu chấm phẩy ở cuối câu lệnh Z bằng max và Z với Y đấy. Cả hai cả bên trên nữa. Đấy thì cố gắng là mình code đến code câu lệnh nào đúng câu lệnh đó thì sau này nó không phát sinh những cái lỗi mà mình rất khó kiểm soát như thế này. Chắc chạy được rồi đúng không? Đồng tí xuống dưới chương trình chính nhá. Rồi. Em nhớ định dạng là chương trình cho nó đẹp ngầu lòi lên nhá. Làm gì thì không biết nhưng mà chương trình phải đẹp. Nói chung cái gì cũng phải đẹp. Rồi xin mời Trung chia sẻ nào. Anh Minh cố gắng lên thì thấy cốt cũng khá ổn rồi, nhưng mà chỉ trình bày lại cho đẹp lên. Đấy xem cốt anh Trung đẹp ngầu lòi như chứ cốt chuyên nghiệp thế này. Trung xứng đáng có chục người yêu. Khoan thầy nói thế thôi, để xem chuẩn bị sai thầy sắp cười cho nhé. Y nhỏ hơn là bằng 2, y bình phương nhỏ thu n, y nhân y nhỏ thu n. Và y nhân y nhỏ thu u chứ không phải n, bởi vì chỗ này tham số chuyển vào đang là biến u. Sửa nó thành chữ u đi. Sửa biến n thành chữ u. Đó, nếu u chia hết cho y. Các bạn khác em cũng có thể sử dụng cái thằng Visual Code này được nhé. Code cái thằng này nó đẹp đấy. Đẹp ngầu lòi như thế này. Rồi cho y chạy từ 2 cho đến căn n, nếu n chia hết nữa. Cho y thì kiểm tra xem. Cái đoạn bên trên là đúng rồi. Và ta lại tiếp tục nào. Nếu n chia cho y, nếu y thỏa mãn điều kiện thì gắn Z bằng max của Z, nếu y các n chi và n chi thỏa mãn điều kiện thì thằng này ok sẽ là thằng Z. Ok rồi, xuống sắp tác 2 nào. Ok rồi, xem chương trình chính nào. Rồi, chạy thôi.
Đấy, các bạn thấy code chưa? Code trên thằng này nó code đẹp dã man. Cái cửa sổ chạy của Trung ở đâu thầy? Chẳng nhìn thấy, chắc là em không xem màn hình. Có lẽ là kết quả rồi đúng không? Rồi hát đấy. À dạ. Em biên dịch lại đi. Mỗi lần em sửa code thì em phải build nó lại nhé. Rồi enter đâu? Nó không ra gì à? Giờ enter quay trở lại nào. Như vậy chỗ stack 2 của em sau khi nhập n xong nó gọi stack 2 nó chưa chạy, quay trở lại lên trên nào. À, stack 2 ban đầu gọi y bằng 2, z bằng i, chừng nào y nhỏ bằng n thì hiện, nếu n chia cho y thì nó z là n bằng n chia y, rồi ngược lại tăng y lên, quá trình này chạy n, sau đó ta sẽ đấy. Thôi em làm việc với tệp đi, theo thầy nghĩ là câu lệnh cin của em nó không không nhận được giá trị n đâu. Trông cái phần mềm này trông ngầu lòi nhỉ. Đấy, sau này các bạn đi làm việc nó có giao diện trông nó cũng chuyên nghiệp như thế này đấy. Các bạn nhìn thấy trong cái này đẹp không? Trung có thể gửi cái ứng dụng này lên gửi cái phần mềm. Sao vẫn nhập từ bàn phím thế? Có vẻ như chương trình của mình chưa biên dịch sang chạy từ tệp à? Nó vẫn chạy cái code cũ ấy. Em mở file ra xem có kết quả chưa? À đâu, nó bảo là free open not làm việc à? Có từ từ. Chức năng này không được an toàn thì thôi, thôi em quay trở lại nào, em lăn lên trên nào. Em thấy sử dụng thư viện đấy chưa? Đang sử dụng cái thằng này nó cấu hình lằng ngoằng lằng tằng lằng ngoằng. Tưởng thế nào? Sao lại không ra kết quả nhỉ? Em copy ra ném qua Zalo gửi đây. Đấy, các bạn nhớ thao tác đấy phải nhanh gọn giống như Trung ấy, làm đấy. Thao tác nữa phải nhanh gọn chuyên nghiệp. Quên. Cái này Trung tạo project hay là tạo ấy nhỉ? Nó vừa báo là cái gì gì à, nó đang bị lặp vô hạn ở đấy. Chế cho hay không một bốn chế cho hai n chế y trời tí nha, xe nó bị lỗi ở đâu n 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
câu lệnh CRS thằng này nó cũng chạy lần nào. Từ từ để xem code của chúng nó đang bị lỗi chỗ nào. Chừng nào ý là nếu là chế doanh thì làm hết là chữ để chưa ra ngược lại thì tăng y lên ba nếu là sao xe được rất đắt. Chỗ nào mà lại không ra kết quả nhỉ? Cái này vừa nó báo quốc FFT là cái gì? Không ra luôn. Nó báo là UTFI không có cái dòng nào mà có lại. Phút này nó lại sao lại không chạy được gì? Làm như thế này cũng được. Không cần so sánh gen vẫn được, nhưng mà cái vấn đề thầy đang bảo không biết nó báo lỗi ở đâu mà nó lại không chạy. Sắp tăng hai thằng sale đấy nó cũng ra kết quả nhỉ. Lại nha, cái dòng này nó báo encode ở chỗ dòng nào rồi. Cốt này nó dùng cái gì mà nó lại báo là bị cái nhỉ? Ai không thể encoding từ từ nhé, file của Trung đang sử dụng cái gì mà nó báo là encoding mà không báo là lỗi dòng nào. Tức là nó giống như một cái có một cái phông chữ ở đâu đó. Nó có một cái ký tự đặc biệt ở đâu đó. Cái này khó ghê. Thôi xóa đi cô lại chung nhé. Phải ghi chắc là nó có một cái ký.
ký hiệu kiểu giống như là dấu tiếng Việt, tiếng Việt gì hay là nó ở đâu đó? À, kiểm tra cho nó bằng bun nào. Đấy, chưa được. À, cái dòng này thì dòng ảnh có ảnh hưởng gì đâu. Ừ, thôi tóm lại khi nào ngồi cô lại nhé, mình nghĩ chắc ở đâu đó thôi, tức là có một cái dòng nào đó nó chèn vào và nó làm mất đi cái định dạng, nó không cho chạy cái file này thôi chứ không phải là nó không ra được kết quả. Ok chúng nha, rồi chờ thầy tạo phòng không ơi. Rồi, chờ thầy tạo phòng 1 giây. Ồ, ta vẫn còn bài số 10 nữa. Và còn ai hỏi gì nữa không nhỉ? Có Thiên à? Thiên với Minh chia sẻ bài làm nào? Bạn nào chia sẻ trước đi. Bài của Trung này nghĩ chắc là do cái code gì đó thôi. Nào bạn nào hỏi thì xem màn hình luôn, nhanh không thể hết lượt. Hôm nay ta học muộn muộn thì các em nhé, để cho mình chưa tiến lùi được. À, anh Minh nộp rồi à? Anh Minh nộp rồi thì ta xem bài của anh Minh. Chung lại phát hiện ra gì à? À, thiếu à? À, như vậy khi gọi đến em mình gọi mỗi tên nó nhưng mà không có cái đấy thì nó sẽ báo lỗi đúng không? Ừ. À, chứ sắp tác không thiếu cái thằng này à? Ừ, chả trách. À, cái bài của anh Minh thì thấy có vấn đề gì đâu nhỉ? Đấy, trung học nhanh đấy. À, tranh thủ lúc thầy già cả không nhìn thấy nữa. À, mười sáu nó ra 22.
À, thằng CLS phải kéo ra ngoài nhé. Bây giờ thầy đã dặn anh Minh 1001 lần. Cốt cho nó đẹp lên. Thằng CLS này phải kéo ra ngoài nhé. Ta chỉ CLS khi tìm được thằng Red cuối cùng. À, anh Minh lưu ý nhé. Em Ctrl A chọn toàn bộ cốt, em nháy chuột phải. Chọn Format User Style. Đấy. Thì cốt của mình nó sẽ auto đẹp luôn. Nhé. À, cái nói chung có nhất thiết phải nhắc lên để đánh bóng tên tuổi không? Đấy, 14 nó ra 7 rồi nhá. Ok, cố trình bày nhá. Bây giờ thì anh Minh để ý này, giữa toán tử và toán hạng phải cách nhau ra này. Đấy, cách nhau ra, cách đều ra cho nó đẹp. Rồi. Bây giờ ta giải lao 5 phút nhé. Ta sẽ có 3 cuộc đua. Ai sẽ thắng nhất toàn đoàn là thắng được nhiều hơn thì người đấy sẽ là chiến thắng chung cuộc nhé. Để thầy tạo phòng một phát. Rồi, thầy đã tạo nhóm rồi. Rồi, 5 triệu Mỹ Kim. Rồi, cảm ơn Trung, chuẩn bị sẵn sàng. Rồi, thầy thấy băng trông rất ngầu màu cốm rồi. À, lưu ý thể lệ cuộc chơi của chúng ta đó là chúng ta gõ bằng 10 ngón, chứ không gõ mổ cò nhé. Thầy nhắn cho ai đó trước. Bắt đầu rồi à? Quên mất. Trời ơi. Cái này đáng là nó phải báo cho thầy. Chẳng báo gì nó chạy luôn này thì chết tôi rồi. Trời ơi, vẫn 33 từ trên phút. Cố gắng lên. Nói vui thế thôi thì tao phải có cái minh chứng. Rồi ta chuẩn bị vòng thứ hai nhé. Các bạn vẫn vào link khi nãy. Rồi chuẩn bị 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu. Cái bài này khó ghê. À, có cả chữ hoa. Thầy sắp đứng vào dẫn đầu rồi, thầy sẽ cho các em chạy hít khói đằng phía sau. Đầu tiên là cho Chung hít khói phía sau mới được. Ok.
Ai dạ, căng ghê, mất 31 từ, bài này khó thật. Rồi, tại thời điểm chung thứ nhất là 34, thầy 31, ai ai 30 ấy nhỉ? Gia Bảo 30 à? Băng hôm nay có thể gõ 10 ngón hay sao? Có thể thấy tốc độ rất thật nhé, 25. Mình đang tốc độ gõ khoảng tầm 17 đến 20 từ. Thầy khen Băng là tốc độ rất thật. Rồi, vòng thứ hai. Các bạn để ý rằng là cái tốc độ thấy bạn là mình quang bị ốm này. Em bảo cái tốc độ gõ nói chơi trung bình của rồi các bạn vào lượt ba nhá. Các bạn ấn nút zone để vào luôn để xem đồng hồ là xanh đỏ nó báo 2 1 bắt đầu. Trời ơi. Ai dạ. Bài này có vẻ ngon ăn nhỉ. Chị Băng bị xì lốp à? Ừ. À, em Băng bị xì lốp. Được rồi, hôm nay ta ta đua tới đây thôi, xong ta tiếp tục làm việc thôi. Như vậy thì kết quả chung cuộc đã có ở vòng 1 thì chung nhất 42, thầy thứ hai, Bảo thứ ba, Băng thứ tư, anh Minh thứ năm ở vòng cũ. Đâu rồi nhỉ? Ở vòng sau chung nhất là 34, thầy 31, Bảo 30, Băng 25, anh Minh 17. Ở vòng thứ kế tiếp là chung thứ nhất, Bảo thứ 39, thầy 37, Băng xịt lốp 21. À, thôi. Và các bạn cảm nhận rằng cứ sau mỗi ngày cái thầy trò mình đua như này và tốc độ của mình nó cũng khá tương đương so với các lần đua khác. Đấy. Rồi ở cái cách thứ hai bạn nào chưa chưa cài đặt thì các bạn sẽ làm tiếp cái bài toán thầy trò mình vừa làm, đó là bài số 40, bài 54 nhé. Các em lưu ý là sau cứ mỗi buổi học thầy về gửi cái file này và các em phải xem cái file này, tức là các bạn phải dành thời gian để học để cốt nó nhé, chứ ta không chờ đợi là đến buổi hôm sau thầy lại giảng tiếp. Đấy, hãy cố gắng khai thác triệt để những cái tài liệu mà mình được cấp rồi, và qua cái bài vừa rồi thầy át hẳn cả tất cả các em cũng đã có được một cái kỹ năng làm việc rất quan trọng, đó là kỹ năng chia chương trình chính thành các chương trình con, và mình tổ chức chương trình con, có thể gọi nó hoặc không gọi nó ở chương trình chính. À, vừa rồi Thiên có lời gọi ý ấy, cảm giác rất chi là cảm xúc. Vậy thì ta sẽ sang chỗ bài của Thiên. Bài Thiên đâu nhỉ? Sao thầy không nhìn thấy tên Thiên ở đâu nữa ta? Phải chăng Thiên đã bay màu? Có ai nhìn thấy chữ Thiên ở chỗ nào không? À không, nhưng mà thầy thấy trên server có nhìn thấy. À đây rồi, Thiên đây rồi. Thiên chưa nộp bài này à? Chưa nộp thì xem màn hình khẩn trương nhanh.
Con gái đi học về đây à? Rồi ta xem bài của Thiên nhá. Rồi quay quay ra xem cái đoạn câu bên trên nào. À, chỗ kia là y nhân y nhỏ hơn hoặc bằng u, thiếu thêm một dấu bằng cho hàm nguyên tố. Rồi chạy thử chương trình xem sao. À, nếu u nhỏ hơn bằng 1 chứ không phải u nhỏ bằng 0. Rồi chạy thử chương trình xem sao. Ở sau cuối chương trình lại có chữ CLN đấy, đứng vô duyên đấy, bỏ cái thằng CLN đi. Bỏ cả, xóa cả dòng đấy đi. Rồi chạy chương trình thử xem sao. Thiên cô chương trình rất đẹp đấy. Chuẩn người mẫu. Một trăm nó phải ra 5 chứ sao nó lại ra 2 nhỉ? À, quay quay lại cô chương trình thầy xem. À, rồi em kiểm tra file input n đang bằng bao nhiêu nhỉ? N vâng nè, rồi em chạy lại chương trình nha. À, em xóa nên thay số n số khác, khi nó hiện lên nó hỏi có ghi đề không, em xóa luôn số 2 rồi đi. Để xem nó sinh ra kết quả không. Cái chạy thì nó báo là mình cứ chọn nhất để cho nó ghi đề cái 2 phút đi. Sao vẫn ra 2 được nhỉ? Là phóng to code lại thì xem lại phát. Không, để các bạn khác cùng xem code của bạn luôn nhé. Cả nhà zoom mắt quan sát một tí xem sao. Thiên cô đưa zoom cô to lên tí, bé quá. Giữ phím chưa, giữ phím control xong lăn chuột lên trên rồi. Được rồi á. Đầu tiên là kiểm tra hàm nguyên tố nhá, nếu u nhỏ một thì nhỏ bằng một thì tương phô cho y chạy từ 2 cho tới căn đu. Còn nếu chỗ đấy ấn enter tụt xuống dòng. Nếu u chia hết cho y thì return phô. Đấy chỗ đấy, hàm nguyên tố viết sai. Ấn enter tụt xuống. Nếu u chia hết cho y. Đấy, nhiều khi mình zoom code thế thôi mà mình cũng giải quyết được vấn đề. Rồi, cho thằng return phone nó tụt vào em nhé. Tranh thủ lúc tốt đã thấy chung gửi gì.
Rồi, ok rồi nhá. Rồi. Ta sang bài phần kế tiếp nhé. Rồi ta sang bài kế tiếp ở bài ước chung nguyên tố lớn nhất. Đây là một cái bài cực hay cho một cái bài thi học sinh giỏi lớp 12. Đó là cho số nguyên dương m và n, hãy tìm ước chung nguyên tố lớn nhất của m và n. Nếu không có thì ghi ra năn. Vậy thì ta đặt ra câu cái số này nó có tính chất là gì? Tính chất thứ nhất nó phải là ước. Tính chất thứ hai nó phải là chung, không phải anh chung đâu, đây là tính chất là chung, tức là nó phải là m cũng chia hết cho cái ước đấy và n cũng chia hết cho ước đấy, và tính chất thứ ba nó phải là số nguyên tố. Đấy, các bạn lưu ý nhá. Vậy thì trong các cái số thỏa mãn là vừa là ước này, vừa là ước chung này, vừa là số nguyên tố, và cái tính chất thêm kế tiếp nữa đó là tính chất là phải là lớn nhất, tức là phải là thằng tốt nhất. Thì điều đó mình nghĩ ngay đến một cái tư tưởng là đó là ô của min của mn, với đó là vì nó là vì đây thầy gọi nó sắp tắt không. Vì nó là ước chung nên khi đó nó phải là ước. Vì nó là ước. Chung có hỏi xi thang á, xi thang thực tế khi lập trình thi đấu mình chưa dùng đến em nhé. Mình chỉ sử dụng xi cộng cộng. Về cơ bản xi cộng cộng với xi thang nó khác nhau, thằng xi thang thì nó sẽ dùng dưới dạng các lớp nhiều hơn. Khi đó nó sẽ phù hợp với lập trình hướng đối tượng hơn. Rồi bây giờ ta sẽ thực hiện thằng ta không như theo sau để đảm bảo theo đúng cái ý tưởng đấy. Ta sẽ thực hiện duyệt y chạy từ 1 cho tới căn n, căn của min mn. Bởi vì ước chung thì nó phải là không thể vượt qua một cái số nào trong hai số này rồi. Nếu y là ước của m, y là ước của n, y nguyên tố, thì cập nhật thằng z với thằng y. Rồi, nào mấy đứa tập trung nào, lại nói chuyện liên thiên thông, tí nữa lại không, mãi nói chuyện là không nắm được chỗ này. Vậy thì với một cái bài toán ấy, về khi đi thi thì các bạn luôn nghĩ ra được là luôn nghĩ được là với cái tính chất của đề bài, với tính chất này thì mình sẽ thường cài đặt nó thành các cái chương trình con của tính chất đấy. Đây là cái bài này là ước chung nguyên tố lớn nhất thôi, nhưng với bài toán khác người ta lại thêm các cái tính chất khác mà người ta tự định nghĩa ra một cái loại mà mình chưa gặp lần nào. Vậy thì ở đây thì ta nhận thấy rằng là ta có một cái nhận xét ước chung lên. Chung mà lớn nhất sẽ nhỏ hơn và bằng min của hai số này. Ví dụ như là ước chung lớn nhất của số 10 và số 5 thì chứng tỏ rằng cái số mà nó có thể mà chia lớn nhiều nhất được nó chính là số 5. Đấy. Vậy thì ở đây thì ta có ước chung lớn nhất, vậy thì ta sẽ từ cái nhận xét đấy thì ta sẽ thực hiện duyệt y chạy từ 1 tới căn của min mn. Nếu y là ước của m, y là ước của n và y là số nguyên tố, ở đây người ta có nguyên tố, thì cập nhật cái thằng z là thằng giá trị lớn nhất. Vậy thì ta sẽ cài đặt luôn theo cái tư tưởng này. Đây là cái cách ngây thơ nhất với một bạn đi thi làm để có điểm được, tức là đề người ta bảo cho như thế nào thì ta làm đúng như thế. Tuy nhiên thì ta không thể hài lòng với cái cách làm đấy được, bởi lẽ luôn có cách làm tốt hơn phía sau nó.
Trong giai đoạn này các em cần trang bị cho mình tất cả các cách làm này nhé, để ta có cách làm, chứ không phải đến lúc đó mình mới bắt đầu ngồi mò cái làm đâu. Mình trang bị cho mình tất cả các cách làm dạng này, khi đó với những dạng tương tự ta hoàn toàn ta có thể chém sang và hoàn toàn làm có thể phụ điểm được. Và cao trào hơn nữa là trong giờ thi các em có thể chứng minh được một cái công thức và cốt được công thức đấy và ra được à nó đúng, và kết quả mình sẽ đạt giải cao. Nào bắt đầu cốt luôn bài này nhé. Ta làm bài Deep Rai. Ta xem ở trên bảng ranh bài Deep Rai các bạn nộp. Deep Rai hiện tại mới có 3 người nộp nhé. Mới có Huy, Gia Bảo và Trung. Bài Deep Rai như băng được ngày xưa nộp rồi sao ấy. Các bạn nhìn thao tác tạo project nhé. Ta lăn chuột xuống dưới, ta chọn Create a new project, ta chọn Console Application ở nút Go, hiện ra cửa sổ ở nút Next, chọn ngôn ngữ lập trình C cộng cộng. Bài này tên là bài Deep Rai nguyên tố. Rồi sau đó ta mở file main ra, ta zoom code. Khi các bạn code, các bạn đừng để code bé quá nhé, không sau này nó sẽ hỏng mắt đấy, hỏng mắt thì không thể có người yêu được đâu. Rồi các bạn quan sát nhé. Ở cái tư tưởng của thằng này thì ta sẽ thực hiện là duyệt chạy như thế này. Y chạy từ 1 đến căn của min mn. Nếu Y là ước, Y này và Y nguyên tố, như vậy bài này nó sẽ cần một cái hàm nguyên tố. Vậy ta lại tổ chức lại cái hàm nguyên tố. Nhớ nhá, hạn chế tối đa cái việc sao chép lại code của bài trước. Đây là điều vô cùng nguy hiểm và đã có năm thầy đã thất bại trong cái việc dạy đội tuyển. Mà là lý do là học sinh với những cái code chuẩn của các em cứ cóp lại của bài trước và đến khi đi thi cốt lại cái đấy không cốt được. Điều này không cốt được không phải là không cốt mà cốt mà nó bị sai và không phát hiện ra sửa lỗi được. Nên từ sau đó trở đi thì với học sinh của thầy nghiêm cấm tối đa, không bao giờ cho phép sử dụng một cái hàm nào có sẵn, một cái cốt nào có sẵn. Bởi vì khi đi thi mình không phát hiện ra ở đâu trong phòng thi nào là đứa bên cạnh nó ngồi nó cốt ngầu cực kỳ, đứa ngồi trước thì nó lại vô cùng xinh xắn, thời gian đâu mà tập trung. Ta cốt lại, cốt 100 lần cho nhớ, cốt 1.000 lần cho nó nhớ. Ý của Gia Bảo hỏi dùng sót được không, thầy không biết là chờ bảo định sót cái gì trong cái nhóm này. Sót lấy cái gì ra để sót? À không phải hàm, ý của thầy nói là các cái hàm giống như hàm nguyên tố này, hàm đối xứng này, sau này các cái giải thuật nâng cao ấy, chứ còn hàm sót nó là cái được có sẵn mà. Nhưng ý của thầy nói là các cái đoạn cốt mà mình cốt ở bài trước rồi, bây giờ mình cốt lại cho bài mới này, ý của thầy là như thế. Tức là một bài mà mình đã làm có những cái cốt sẵn như hàm đối xứng này rồi, hàm vân vân đấy, hàm gì đấy. Bởi vì nếu mà các bạn cốt tốt thì những cái đây này thì các bạn cốt khoảng tầm 2 phút là xong mà. Đấy, nãy giờ thầy vừa chém gió với các bạn mà vừa cốt đã làm gì đấy hết 2 phút. Mà cốt chương trình đẹp vào anh Minh nhá, toán tử và toán hạ cách ra, thằng nào con của thằng nào thì lui vào bởi một dấu tab. Đấy. Rồi bây giờ ta có coi sao tán không rồi bây giờ ta sẽ thực hiện theo đúng yêu cầu của bài. Ta khởi tạo một cái Z là bởi một giá trị vô cùng bé. Bây giờ ta thực hiện duyệt qua tất cả các giá trị y nằm trong phạm vi từ 2. Cho tới n, tới min. Cho tới min ở đây thì thầy gắn một cái biến p bằng min của mn, bởi vì khi đó mn của mình chỉ nên tính pin, tính min một lần thôi, chứ đừng cho chạy tới min đây, nó bị gọi min liên tục là không hay. Nhỏ thu p
Cho y chạy từ 2 cho đến căn p, trong đó p nó là căn là min của mn, để thay bằng thêm biến m và biến n. Và khi thầy dùng biến nào thì khai báo nó luôn. Vậy tí nữa thầy ấn F9 nó không không bị ấy luôn. Cho y chạy từ 2 cho đến căn p nếu ta theo điều kiện của đề bài y là ước m là ước của y, tức là m và n chia hết cho y và ta sử dụng dấu và này nhé. Và điều kiện kế tiếp nữa, và y là số nguyên tố, chỗ này thì thầy sẽ cốt như này cho nó chạy ngay nhanh hơn. Nếu nó chia hết thì mình mới bắt đầu đi kiểm tra tính nguyên tố. Thì ta gắn red sẽ ở mắt của red với thằng y cước chung mà. Rồi qua tất cả các giá trị thằng chỗ này ta cho chạy đến P đi các bạn nhé, cho nó thành sắp tắt không luôn. Cho y chạy từ 2 cho tới P chứ không phải tới căn P nhé, ta sửa lại chỗ này, ta chạy cho tới P đấy, cho nó tệ luôn. Khi đó ở vòng này thì ta mất min của mn, vòng này mất căn bậc 2 của cái số cần kiểm tra. Như vậy độ phức tạp thuật toán bài này thì sẽ là bằng P nhân căn P. Mình cũng để ý ghê, thầy đang còn không để ý, không biết nó đi học hành, thầy dạy mà nó toàn để ý cái gì này. Sắp cho ăn một trưởng bây giờ rồi. Sau khi thực hiện công việc này, cái ta thu được red là kết quả của bài toán, vậy thì ta sẽ đưa red ra. Ok. Rồi bây giờ ta thử chạy chương trình xem nó có báo lỗi gì không. Nó báo lỗi gì thì ta phải bổ sung ngay. Đấy, các bạn thấy rằng nó không có báo lỗi gì cả. Như vậy sắp tắt không rồi. Bây giờ ta sẽ tiếp tục. Bài này là bài gì nhỉ? Deep Rhyme. Các bạn thận trọng với cái tên này nhé. Đi thi nhiều ca thủ hy sinh bởi cái tên này đấy. Bởi vì khi mình gõ cái dòng lệnh này là nếu các bạn nào không có thói quen gõ từ đầu chương trình ấy, tức là bắt đầu làm bài ấy, thì các bạn thường gõ nó vào cuối giờ. Và cuối giờ là cái khoảng thời gian tâm lý của mình bị dao động nhiều nhất. Và khi đó mình chính xác như ra bảo thêm cái sọc sọc nữa, quên không bỏ nó đi và bài bị về không điểm luôn. Nên nhiều bạn hy sinh lắm, hy sinh trong mặt kép à. Rồi sau khi nhập mn xong thì thầy gọi nó là sắp tác à, không nhớ thêm dấu đóng ngoặc mở ngoặc để gọi nó nhé. Rồi bây giờ ta thử chạy thử chương trình xem sao. Ở trên server của thầy này nó rất hay, đó là nó chấm và nó trả về kết quả cho các em, nhưng nó lại rất dở ở cái chỗ đó là các em được chấm nhiều lần và dẫn đến là mình không có thói quen tạo test. Và ta thường thường các bạn chạy cái test đề bài thì thấy ra kết quả ô đúng rồi, nộp xem sao, nộp chấm cái thấy đúng được 3/8 thì sau đó nhắn thầy ơi test của thầy bị sai, thầy ơi test của thầy như gì đó à, và thầy ơi tại sao em làm như thế này mà nó lại ra như thế kia đấy. Đó là chuyện bình thường, bởi vì đáng ra trước đó các em cần phải tự sinh ra test. Và nếu các bạn chứng minh test được của các bạn đúng thì chứng tỏ test của thầy bị sai. Đấy. Em ghi như số 10 và số 25. Đấy. Thì nó ra 5. Đấy. Bây giờ thầy thử lấy số 13 với số 28 chẳng hạn, 26 chẳng hạn. Thì
Thế ước chung nguyên tố lớn nhất của nó là 13. Đấy, nó ra 13. Vậy trên đây là cái sắp tác 1. Còn hàm nguyên tố của mình ở các bài nó là như nhau. Do đó ta thì đưa code vào đây, ta không cần phải ấy. Và nhiệm vụ viết thành chương trình hoàn chỉnh là của các em. Đó là nhiệm vụ bài tập về nhà. Nên ở phần bài tập về nhà sau các buổi học từ bây giờ trở đi, bây giờ thầy bắt đầu rảnh rồi. Thầy làm xong chỗ phần luận văn rồi. Thì thầy sẽ kiểm tra code của tất cả các em để kiểm tra xem cái mức độ hoàn thiện của code của các em. Bởi vì khi mà ta học xong phần cơ bản thì các em phải đạt được một số các cái yêu cầu cơ bản. Trong một trong những yêu cầu đó là chương trình code phải đẹp, rồi nắm được tất cả các cái giải thuật cơ bản. Tất cả những bài tập đã làm rồi, các em có thể làm trên một phát chấm full điểm luôn, không phải chấm đến lần thứ hai. Rồi ta sang tiếp ở cái cách thứ hai. Cái lỗi của Trung đó, nó báo cái lỗi gì mà nghe nhìn đã thấy chán đời này. Cẩn thận không các em nó lại ngân mất. Rồi ta đó là ở sắp tác 1 nhé, sắp tác 0 nhé, là theo cái cách thứ nhất. Và là mình duyệt qua tất cả các ước, duyệt qua tất cả các ước. Nếu ước đó thỏa mãn điều kiện thì cập nhật kết quả. Đây là cái mô hình, nó được gọi là mô hình vét cạn, theo cái tư tưởng vét cạn. Tư tưởng vét cạn đó là tư tưởng thử tất cả các giá trị nếu nó thỏa mãn điều kiện, thử tất cả các giá trị của y nếu nó thỏa mãn điều kiện bài toán.